Dạ con xin kính chào tất cả cô chú. Ngày mới chúc quý cô chú luôn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Hôm nay tiếp tục ghé lại một cái địa chỉ giao lưu quen thuộc, vườn của chú Hùng ha, tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long của chú. Hôm nay thì clip hôm nay mặt hàng của mình đa dạng, mà đặc biệt là cây cũng dễ chơi lắm, nhỏ nhỏ, xinh xinh, gọn gọn ha. Đó thì có trang sen, rồi sam trái, cần thăng, nguyệt quế, đặc biệt là khế gân nữa ha. Rồi con chào chú Hùng ơi. Chú Hùng chào Khánh. Hùng xin chào quý anh chị em đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây trên khắp ba miền đất nước. Hôm nay Hùng tiếp tục lên cái lô mới để phục vụ cho quý anh em trên khắp ba miền đất nước, gồm có chàng đỏ, chàng sen, cần thăng, sam trái, khế gân và nguyệt quế, để giao lưu anh em trên khắp ba miền đất nước. Số điện thoại của Hùng là 0934 911 854. Địa chỉ liên lạc là Bình Tân, Vĩnh Long. Cũng cảm ơn quý chị em vừa qua đã xem kênh và ủng hộ Hùng. Hôm nay Hùng cũng muốn tiếp tục không để mất thời gian, bước vào cây số 1 là cây chàng đỏ. Cây này có củ đế đẹp nha quý anh chị em. Mình hàng sắp sửa Tết rồi, mình lựa hàng đẹp đẹp cái mình lên cho quý anh chị em đem về chơi Tết. Cái này là Tết là bông dữ lắm rồi nha anh chị em. Dạ, lùng lực bonsai. Rồi. Cây thì sống khỏe heo chú. Cây thì sống khỏe chưa. Rồi, rồi trình đo. Rồi cái cốt của nó đi. Rồi 13. Dạ, 13. Bảy cái eo này là 20 anh em. Một cái củ thì bự. Củ bự, củ. Rồi. Cái củ là 43. Dạ. Rồi. Mã số 1 xin báo giá cho quý anh chị em là 500 ngàn. Mã số 1 500 rồi. Thôi chú ạ. 500. Rồi mình xếp cái chậu này cho quý anh chị em luôn nha. Dạ. Rồi. Dễ chơi ha quý anh. Tiếp tục tiếp luôn. Theo luôn mã số 2 con cặp chăn đỏ rất đẹp, sống khỏe, lựa cây cốc to cho quý anh chị em xem. Chơi. Dạ. Chiều cao là 19 quý anh chị em ơi. Cao 19, hoành thân là tại đây là 24. 24. Cái hoành đế nó bự. Đế nó là 45. Mã số 2 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 500 ngàn. 500. Dạ rồi. Đổi cho con luôn ha. Tới trang tiếp sen. Tiếp theo là mã số 3 là trang sen. Xanh bóng mướt hết trơn ha. Trang sen thì cái hoa nó đẹp lắm chú ha. Như một cái cánh sen. Rồi nó cái hoa nó nở nó lâu tàn lắm nha chị em. Này nó đi truyền tới hoài, cái đợt non nó ra nó già là nó tiếp bông nha anh chị. Dạ. Yeah. Truyền hoài luôn. Này mình cứ chơi tàn thiên nhiên thôi chú ha. Cứ cắt thiên nhiên gì mà chơi thôi. Rồi. Cao là 19 nha chị em ơi. Cái form tán của nó là 30. Cái hoành này nó cũng hơi khiêm tốn nhưng mà được cái củ đế nó đẹp. Rồi hoành 11. Cái củ đế nó chọn. Cú đế là 30. Rồi mã số 3 Hùng xin báo giá cho anh chị em là 400 ngàn thôi. Khi đi bó bầu hút chậu. Rất dễ thương của chú ha. Thay cái chậu đẹp rồi chơi thôi. Rồi đổi giúp con luôn. Rồi tiếp theo là mã số 4. Số 4. Xanh mướt hết trơn chú ha. Mình chăm sóc cũng rất là kỹ. Hàng này đây xem tới Tết là để cho quý anh chị em đem về đang mình chơi qua Tết mà. Mình phải chăm sóc cho nó xanh mướt, cày để cho nó sung để nó đi qua. Dạ. Cái này con thấy cái củ quá xa. Chiều cao là 20 quý anh chị em ơi. Củ này đẹp lắm. Cái phơm tán là 30. Củ cứ ngắt luôn. Cái này cái củ này đẹp. Tại cái chỗ đo này là 13 thôi. Nhưng mà cái củ này nó đẹp. Củ cứ ngắt. Củ này 37. 37. Rồi mã số 4. Cũng xin báo giá với anh chị em là 450 ngàn. Rồi 450 ngàn. Thì đi bó bầu quốc chậu hết nha với anh chị em. Trang sen hoa cực đẹp luôn chú ơi. Tiếp đẹp theo lắm. Nó chấm chấm mà lâu tàn. Số 5. Nhìn kỹ thì cái nó xề ra đó chú. Những cái cánh hoa nó xề ra y gan như một cái bóp sen á. Mấy cụ đẹp đẹp này đem về là chơi Tết với anh chị em. Nó lâu tàn lắm luôn.
Thay chậu đẹp chưa? Cái này cũng có cái bộ củ, củ to. Đẹp. Củ to lắm. Chiều cao là 20. Phần tán cũng 30 với anh chị ơi. Cái này cái lô này nó cũng đều đều nhau, tùy theo cái cây này củ đẹp thì mình giá hơi cứng cứng chút nghe. Rồi cái chỗ này vị trí đó là 17. Ở đó mới có mấy cây này phôi không là đã cây cũ này 37, 6-700 có khi hơn nữa chú ha. Bây giờ nuôi giờ... như thế này mà có chỉ có 450 thôi. Mà số năm hùng sinh báo giá cũng là 450 ngàn. Dạ. Tàn như thế này ha, bông hoa rực rỡ cũ. Trà thiên nhiên luôn. Này về mình đâu có sợ gì đâu chú. Hai chậu đẹp là tiếp ngắm theo thôi. Là mã số 6. Cũng dàn sen ngay với nhau. Xanh mướt hết trơn. Củ to đúng. Củ to luôn. Cái này thì là tàn to á. Toàn to luôn. Củ to luôn. Oh, quá đẹp luôn. Chiều cao cũng 20 với anh chị em. Cái phần tán này cũng 30. Cái thân chỗ này chắc to hơn mấy cây kia một chút. 17 anh chị em. 17. Nhưng mà cái cũ dữ à. Cũ này đặc dữ lắm luôn. Cũ 35. To đùng luôn. Rồi cái mã số 6 cũng bằng giá là 450 ngàn với anh chị em. Khi đi bình bó bầu gút chậu ha. Dạ. 450. Rồi tới tiếp theo là sâm trái. Sâm trái, sâm trái này chúng ta sụ mình bán mấy cây còn còn 1-2 cây nữa hết rồi. Sâm trái sụ số 7. Số 7 chú đã sửa dây 1-2 nước rồi, cái này chắc 2 nước trở lên rồi chú ha. Nhìn dễ cưng lắm luôn chú, đi cành gớt. 7 là sâm trái sụ nghe bên kia, nó có hai loại cái sâm thường với sâm sụ. Dạ. Bộ đế nó đẹp trụ trong dình luôn. Dạ. Chiều cao là 28 như vậy bây. Cái phồm tán của nó như vậy là 38. Hoành thân là 10. Cái thân là 13. 13 thôi. Dạ. Dòng đế nó 50. Dạ rồi. Rồi mã số 7 hồng sinh báo giá cho với chị em là 800 ngàn khi đi bó bầu quốc chậu. Dạ 800. Cái sâm này sâm sụn. Hai nước dây. Tiếp cây, tục. Cây này là bông mít tới chân luôn nè. Lên bông chuẩn bị cho trái rồi chú. Chuẩn ha. Chuẩn bị cho trái bông, bông dây nhiều. Trên. Này nó cũng sù nè. Cái... quá này cũng sù là luôn. Cây sâm sù chú ha. Sù. Cây sâm sù, cái này tàn chín mình chín hết trơn rồi. Cái này là mình định để dành chơi thôi, nhưng mà bữa nay chạy đưa lên cho anh em nào thích thì chiều cao là 29 anh chị. Giao lưu với chú ha. Rồi. Cành đỏ xuống là 35. Dòng sù nha chú, dòng sâm sù. Cắt tới đâu nó sù tới đó. Rồi tại chỉ đo là 14. Củ đế là 28, với lại cây nó già, già thì cây nó mới lắm. Cho bông cho trái nha. Cây này mã số 8 hồng sinh báo giá cho quý chị em là 1.300.000 khi đi mình xếp cái chậu này luôn. Cây này về là chơi là trái là có trái luôn đó nghe anh chị em, về là tới nhà mình là có trái hết. Giờ 1.300.000. Rồi, 1.300.000. Tiếp theo là mã số 9. 9 cây cần thăng chú ha. Cây này coi một củ giống một thú. Củ cần thăng. Cái này mình đi mình bó bầu cho biết em nha, cái chậu này nó bể mình niệm dây rồi nè. Rồi. Nôm nôm dáng thú ha. Chiều cao là 39. Cách tán là 40. Dạ. Cái củ đi chứ cái thân đó thì tại chứ. Này là 36. Dạ rồi. Cái chỗ này nó khiêm chốt. Nhỏ thôi chứ. Chân cái mình. Giá như vậy chứ. Mã số 9 một xin báo giá cho anh chị em là 700 ngàn khi đi bó bầu chậu. 700 thôi. Cây nhỏ là giá cũng mềm. Mềm rồi. Rồi đổi luôn chú ơi. Cây này là mình cũng cái củ nó to mà nó cũng nhiều nước dây lắm rồi. Rồi, cây này có số 10. Số 10.
này chắc còn khai thác được một tí nữa ha, xuống còn, khúc còn nữa. Xuống khúc nữa mà mình không để gì cho đâu, xin chị em chơi để khai thác thêm. Chiều cao là 40 đấy chị em ơi, cái phồm tráng của nó là 50, cái củ này thì to, cái ở trên thì nó cũng khiêm tốn thôi, cái củ này to, cái củ này tới 36 chú ha. Okay, cái chậu mũ này ví dụ như mình xếp cho quý anh chị em luôn mà có bể thì anh chị em cũng gắn nhận ha. Nhưng dạ, mà mình khúc đi thì anh em có chốt thì mình bó bằng keo rồi mình bảo vệ ngoài. Rồi giá luôn cho rồi, con. Mã số 10 xin báo giá là 1.400.000 khi đi mình xếp luôn cái chậu mũ này cho anh chị em ha. Nhưng mà mình làm băng keo, mình bó băng keo bao vòng hết, nó nứt cho nó cũng không bung ra được. Dạ. Rồi, chỉ có cái chậu xi măng là nó bung ra thôi. Tiếp theo là mã số 11. Đây là 11 nè. 11 là bắt đầu khế nha, gần nha, gian khế bonsai. Đây gần. Cũng sửa máy nước dây nhỏ nhỏ gọn gọn cho nó chỗ ha, mấy tài vậy đó. Tài dưới này cũng lấy được thì có thể bỏ hết chơi cũng được ha. Trời, bỏ cái tay này cũng được, bỏ tay bình thường mà đó người chơi. Chiều cao là 40 anh chị em ơi. Phơm tán là 26. Bả chỗ này là 26 luôn. 26 luôn. Rồi mã số 11 xin báo giá cho quý anh chị em là 800.000 khi đi mình bó bầu gút chậu ha. Thấy vậy chứ cây này dễ thương. Sao dễ thương. Cái cành gớt này ha, xa xa tí nữa. Bên đây nó có nhánh chi ha, ngọn đầy đủ. Thì bây giờ mình làm cái cho nó gọn đi, khi nào nó về cái anh em thả thêm dạ, thả thêm ra. Hai chậu là để bàn gọn gàng. Gọn gàng. Rồi, đổi cây. 800.000. Nhìn nó cũng già. Rồi, đổi luôn giúp con. Rồi, tiếp theo là mã số 12. 12 cũng là cái gần này chú bung cái tàn đa ha. Cái tàn đa. Chủ yếu là mình sẽ có trái nuôi kính bệnh ha, trái nó treo lòng thòng lòng thòng. Nhìn đẹp. Khế thì xiên trái lắm, khế gần. Rồi tiếp tục là mã số 12 cũng là cái khế gần quý anh chị em, cái tàn đa ha. Cái cây này khi đi mình xếp lại về cho quý anh chị em ha, giờ đang cho đừng gãy cành bình thường ha. Dạ. Đó, mình xếp cho là vậy bình thường ha. Rồi. Về tới mình thì mình bung tới, ra. Bung ra mình tới mình bung ra chơi à. Rồi. Chiều cao là 45 quý chị em ơi. Cái phồm tán là 50. Rồi, cái cây này cái vị trí đo này là 18. 18. Rồi. Trực tàn đa. Rồi cái cây 12 này mình cũng xin báo giá thì quý chị em là 700.000 thôi. 700 thôi chú ha. Là 700. Rồi, 700. Cái này rồi, thì đổi cây. Phí ship rồi cũng cao lắm chú ơi. Thế vậy chứ. Ship này đó hết 200-300 rồi. Đây, một cây to. Tiếp okay. Theo là mã số 13. Chú thì cũng có khá nhiều khế gần ha chú. Đây là bình tân, dụng này là khế gần. Đó, cây này con thấy đây chỉ đây à, cái phần này chút xíu mà mình chỉ cho quý anh chị em là nó bị táp nắng á, mình mới xử lý keo là còn mới to luôn đó anh chị em. Dạ. Cái này cũng dễ thương, chơi cái phong nó cao cao, cái tàn nó mịn, tàn nó đủ chi hết rồi. Rồi mình xin đo cho phép đo chiều cao, mình đo cái cúc lớn thì mình không có đo tuốt ở trên trên cạnh ha anh chị em. Rồi 80 anh chị em ơi. Rồi 80 chú ơi. Phần tán ngang là 36. Tổng tán xuôi của nó là 84. Rồi, anh chị em thấy chỗ này là nó bị hơi bị táp nắng thôi, đang xử lý keo ha, nó vẫn kéo bình thường nha anh chị em. Dạ. Thì gần nó kéo mau lắm, nè kéo mấy mặt cắt kéo bít cho người cỡ nào kéo chứ. Dẹp đo thông số. Tại cái này là 30 anh chị em ơi. Dạ 30. Cái này thì xếp đi đóng khung cũng chua lắm luôn, tiền nó cước phí nó cao. Rồi mã số 13 Hùng xin báo giá với anh chị em là 1.900.000 thì đi mình cũng xếp xếp trên cành vô bớt nha anh chị em.
để đóng chính, cái khung nó lớn quá, nó đo thể tích mà đo bằng mét khối á, tiền rất là cao luôn. Dạ. Rồi xin phép tiếp luôn chú ơi. Tiếp giúp con một cây cây gân nữa, cây gân này nè, để giữ 14. Cái này thì lùng lực chú ha. Thường chậu lâu. Tiếp theo là cây khê gân, cây khê này cái bệ đế hết trơn cái chậu nghe anh nha. Cây này là mình về mình sang cái chậu đẹp á, mình chơi cái cây này là về là đây tới Tết là cháy xum xê luôn. Đó, cái bệ đế đó đó, là mấy mặt cắt nè, nó kéo dữ lắm, kéo mau lắm. Khê gân là nó kéo lẹ nhất luôn. Chiều cao 30 quý chị em ơi. Dạ. Cái phồm tán của nó là 50. Cái này cái cây này nó dài dữ lắm rồi. Mà cái thân nó cũng khiêm tốn thôi, nhưng mà cái được bộ đế giữ. Tại chỉ đo là 22. Cái này nó ăn hết chân mặt bầu rồi, bây giờ mình đo tính mặt bầu, mình tính mình nhân thì mình biết rồi ha. Dạ. Là 50. 50. Rồi, đế này khá là đẹp ha chú. Đế đẹp. Dữ lắm đế. Cũng khá liền lạc luôn. Cây này là đem về là chơi luôn à. Dạ cây. Dạ lắm dạ. Dạ rồi cây này. Rồi mã số 14 xin báo giá chị với anh chị em là 1.500.000, khi đi mình bó bầu nghe với anh chị em, mình cũng ép cái tàn vô ha. Dạ. Dạ cây 1.500.000 thôi. Đế nó lên hết trơn luôn nè. Lên cục hết trơn, cục hết trơn á. Lên nu đế luôn chứ ha. Đế rồi. Rồi. Đợi giúp con luôn chú ơi. Tiếp theo là mã số 15. Nguyệt quế bên nhà này. Quế này cũng dễ chơi nè. Nhỏ nhỏ gọn gọn chú ha. Rồi. Này mình mới tập chơi rồi này nọ chú. Chơi cây mấy cái thứ này. Đó. Cây này có giọng lắc rất đẹp nghe quý nhà. Đó. Cây này giá mềm. Chiều cao là 90. Giá mềm luôn. Giá mềm. Tại vì chỉ đo là 27. Dạ rồi. Cái cây này xếp công hết 300 ngàn. Mã số 15 Hồng xin báo giá là 600 ngàn. 600 thôi chú hả? 600 ngàn. Dạ. Rồi, xin thích, rồi okay. Tiếp tục giúp con luôn. Mã số 16. Tiếp theo là mã số 16. Là một cây nguyệt quế đó. Nguyệt quế luôn. Cây này cái củ đế đẹp. Nó cũng lắc đẹp. Dạ rồi. Chiều cao là 80 quý chị em ơi. 80. Tại chỉ đo là 28. Củ đế nó đi. Hết bầu. Cái này đế đẹp chú ha. Cái này nhỏ nhỏ nhưng mà có đế đẹp. Đế nó nổi lên khá rõ luôn ha. Rồi dùm đo cúc đặt rồi đi. 66. Rồi hào về được rồi chú ơi. Rồi cái cây này Hồng xin báo giá cho quý chị em là 900 ngàn. 900 chú ha. Rồi. Rồi. Tiếp tục giúp con luôn ha. Rồi. Tiếp là mã số 17. 17, cái này khá to. Đó. Cái này mình cũng có thể lược cành, lược chi lại theo ý thích mình muốn nha. Chú cắt trừ hao nó. Cắt trừ hao cho quý anh chị em hết trơn à. Dạ, chơi theo chắc theo ý thích của mình. Mày chơi chật cành rớt. Chiều cao là 79 đi bên chị mày. Chiều này là 41. Dạ 41. Lúc nào cũng có trừ hao cho mình hết ha. Để đấy, cây cũng sạch chú ha. Sạch. Cây này da trắng đây. Là lá sắn hoa chùm nha bên chị em. Rồi. Mã số 17 Hồng xin báo giá cho quý chị em là 1.400.000.
Rồi xin phép đổi cây. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Tiếp theo là mã số 18. Mã 18. Mười tám cũng là một cây mười quế và mười trắng quế lá, lá sắn hoa chùm luôn. Dạ. Mình để mấy cái tượng này ví dụ như mấy anh em chị em về có gãy thì cũng cái mình cũng để cho thấy cho nó sống khỏe thôi. Dạ. Nhưng cho thấy cái lá sắn á, còn mình cắt cũng được bình thường. Nhưng mà gãy mấy tượng nó cũng không sao nha quý anh chị em, thông cảm. 115 chiều cao quý anh chị em ơi. Tại trí đo là 32. Cái này đệm cái nhánh tử, mấy cái tử này cũng đẹp tử. Chơi dán mẫu tử của chú à. Dán trực mẫu tử. Cái mã số 18 này xin báo giá cho em là 900 ngàn. 900 thôi chú ha. Về tùy thích mình cắt ha. Rồi, chắc. Cắt cây. Tiếp theo là mã số 19. Trực mẫu tử ha, thốt thân cao. Cái này có cành pháp, cành bay. Bệ đế cũng rất là đẹp của chú. Cái này bệ đế từ xa. Bệ đế đẹp. Mình thấy được cái bệ đế luôn á. Đó. Đây đế. Dách đế đều hết trơn luôn. Cái này nó lắc đẹp luôn, cái chân cành nó đóng cũng khá. Chân cành đều luôn chú ha, từ trên dưới luôn. Khá. Rồi mình xin đo ở đây. Là 79 anh chị bay. Dạ 79. Thì cái đỉnh ra cành bay đây là 69. Rồi. Tại chỉ đo là 35 nha quý anh em. Còn cái dòng đế của nó cũng lớn. Đế nó 109. Cái này đế đẹp quá chú ơi, nhìn kỹ bộ đế giúp con ha. Đế xòe cắm đều chưa? Đều lắm đều. Không có trống chỗ nào chứ. Sạch sẽ chú ha. Rồi sạch luôn. Rồi mã số 19 này Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1.500.000. Cái này 1.500.000 thôi. Chơi với một cây bay đẹp không chú? Đẹp, cây bay. Cây bay. Rồi, tiếp lục cục giúp con. Tiếp theo là mã số 20. Mã số 20 cũng là cây nguyệt quế dán có cái cành hồi ha. Rồi. Cây khá cao. Cây cao. Cây cây này xếp nặng tiền. Phụ đế nó cũng giữ nữa nè. Mình trồng cái mình dựng dựng cái bầu lại, mình chơi cây văn nhân của chú, đánh mấy cành gớt mà tới dưới xuống. Này là hơi bị đẹp á. Mà cũng hơi bị lâu luôn chú ha. Nuôi cành gớt này là mà xuống đầu khúc lắm dưới mà. Này là hơi bị lâu á, à. Xuống tầm này đây nè. Mình đo từ đây thôi nha, biết chưa mình không có đo. Là 1m4 nha mấy. Dạ. Cái này đế cũng khá lắm. Đế khá. Tại chỉ đo 46 nha mấy. Dạ rồi. Xếp xuống cũ một chút. Cũng đặt là 65. Rồi quay giúp con luôn. Rồi mã số 20 cũng là mã số cuối clip của ngày hôm nay, Hùng xin báo giá cho quý chị em là 2.900.000. Dạ, 2.900.000 chú ha. Rồi. Chú chừa cái cạnh quái quái trên này chú ha. Rồi, cuối clip Hùng cũng xin chúc cho quý anh chị em trong nước và ngoài nước sẽ đang xem kênh Lộc Bonsai của tỉnh miền Tây. Gia đình được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng ạ. Dạ. Hùng xin hẹn lại clip sau, chào quý chị em. Dạ, giống Tết tới chú ha. Rồi con chào chú Hùng ha, hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo.